Rồi mình nói với nhau về cái cách mà mình sinh hoạt học nhóm, rồi mình đi vô mình thảo luận. Cái cuốn sách mà cô gửi cho quý vị á là cái cuốn Tâm lý học. Nó là một trong bốn cuốn thuộc cái bộ Triết học Đại cương trong cái nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa, do vị Cao Văn Luận là viện trưởng Viện Đại học Huế biên soạn. Thì để cô gửi cho quý vị cái mục lục chính ha của cái cuốn này. Quý vị có biết ở ngoài bìa sách đó người ta có ghi là trung học đệ nhị cấp á, lớp đệ nhất á. Quý vị có biết nó tương đương với lớp mấy của chương trình của mình bây giờ không? Không phải. Vậy là trước đó quý vị chưa chưa biết đúng không? Chưa có biết qua cái hệ thống này đúng không? Thì nó có hai cái dòng á ha. Thứ nhất là trung học đệ nhị cấp á, là nó tương đương với trung học phổ thông của mình bây giờ, từ lớp 10 đến lớp 12. Lớp đệ nhất là lớp 12. Và những cái môn này, bốn cái môn. Cô bỏ lên cho quý vị. Nhóm bốn cái môn này ha. Bốn môn lý học. Nghe hay ha, bốn môn lý học thuộc triết học tổng quát dành cho tú tài, dành cho cái việc thi tú tài à, là thi hết lớp 12 đó à, có cái bằng tú tài đó. Thì cái cuốn Tâm lý học là cái cuốn được tác giả Cao Văn Luận này nè xuất bản đầu tiên. Cô My có cái cuốn Luận lý học và cô My có luôn cái cuốn Đạo đức học, nhưng mà thiếu cái cuốn Siêu hình học. Ngay cả cái vị mà bán sách cho cô My đó, thì cái vị đó cũng nghĩ là bộ này có ba cuốn à. Hồi nãy cô My đọc kỹ lại trong cái phần lời tựa đó, mà xíu nữa mình cũng sẽ đọc vô đó. Cái cô My nhắn cho họ, cô My nói anh tìm thêm cái cuốn Siêu hình học đi rồi bán cho em. Đó, thì bộ này nó có bốn cuốn như vậy. Thì ở trong cái chương trình của nó ha, vào cái thời đấy thì người ta học như thế. Quý vị cũng có thể nghe lại cái tọa đàm. À, có một lần thầy Dũng, cô My cũng 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 có làm một cái mini talk á, mà phỏng vấn thầy Dũng á về giáo dục Việt Nam Cộng hòa nè. Và một trong những cái đặc điểm đó quý vị nghe lại đó thì cũng ít ai bàn tới đó, thường là người ta khen không đó. Nhưng mà một cái ý mà thầy Dũng cũng có chỉ ra đó là cái chương trình để dạy cho học sinh phổ thông thời bấy giờ nó quá nặng, nó thiên hướng hàn lâm và nó rất kén người học. Hay nói một cách khác là có một đại bộ phận nhân dân quần chúng lao động là nằm ngoài rìa của mục tiêu giáo dục hàn lâm đấy. À, đó, thì quý vị cũng có thể về nghe thêm ha, để mình có thêm cái hiểu biết đó. Ừ, cái tầng. Mỗi cuốn này hả? Sách này thì sách remake, tức là anh đó ảnh làm lại. Mỗi một cuốn ảnh bán 150.000. Cô nhớ mang máng là vậy đó. Không biết có cuốn nào mắc hơn trong số những cuốn đó không? Tại vì có cuốn dày, có cuốn mỏng. Ừ. Mà tầm đó là thấp nhất. Tầm đó là thấp nhất. À, quý vị tư duy về cái cách mua sách và cái cách gầy dựng cái thư viện mini của mình á. À, phải cho đúng nha. Tức là sao? Mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu mới đầy tổ. Tôi cái thời gian trước khi mà tôi bắt tay vô tôi gầy dựng đó là tôi cũng xì stress lắm. Tôi nói tiền đâu mà mua cho nổi. Bao nhiêu cuốn, bao nhiêu sách, đụng tới cái chủ đề nào cũng cũng chưa có hết trơn á, mà cũng thiếu hụt hết trơn á.
xì chét luôn. Mà từng tháng như vậy đó quý vị, từng tháng như vậy đó, tháng quý vị mua 1 cuốn, 2 cuốn, 3 cuốn, có cuốn mắc, có cuốn rẻ. Có khi quý vị mua mối, cái người ta tặng cho quý vị sách kèm theo nữa. Hình dung không? Thì chỉ có nước đó thôi mình mới gây dựng được, nếu như mình muốn đi theo cái hướng là thư viện cá nhân như thế. Thì cũng có một hướng nữa, đó là quý vị làm thêm các cái dự án cộng đồng gì đó. Tức là đó, cái việc tích lũy của quý vị á, nó đồng thời với cái việc thụ hưởng của rất nhiều người, thì quý vị kêu gọi hùng góp cũng được. Gần đây nhất thì có một cái người bạn của cô My á, họ ngỏ lời, tại vì họ cũng muốn giúp cho cô My làm cái dự án riêng của mình á. Mà cô My nói cô My không nhận, cô My chuyển về cho trung tâm, tại vì tôi chưa có làm gì nên hồn hết, chừng nào có đi rồi tôi hú. Đó, thì vẫn có rất nhiều người họ sẵn sàng đầu tư cho những cái dự án mà nó mang tính chất cộng đồng như vậy ha. Thì cái đó là mở hoạt đơn ra nói thêm về cái chuyện sách vở. Cái mục lục của cái cuốn này đó quý vị, thì nó có những cái phần chính cô My có để lên ha, để mình hình dung là trong cái cuốn này nếu mà mình đi lâu dài với nó thì mình sẽ kinh qua những cái nội dung vậy. Thứ nhất là về triết học nè, bữa nay là mình sẽ đi vô về cái phần triết học nè. Thú vị lắm quý vị, tại vì người ta viết cô đọng á, mình lụm về được hết trơn từng ý như vậy, cái mình có thể đặt câu hỏi để mình thảo luận thêm. Thứ hai là về sinh hoạt tình cảm nè, xin lỗi, về cái phần đối tượng và phương pháp của tâm lý học nè. Rồi tiếp theo nữa là sinh hoạt tình cảm nè, tức là cảm xúc đồ này kia nè. Rồi sinh hoạt trí thức nè. Rồi sinh hoạt hoạt động. Cái đó là những cái phần chính yếu trong cuốn sách này. Thấy Nhiên nó đang gõ lên ha. Mà thường là Nhiên nó gõ thì rất lâu mới xuất hiện lên, nên chờ chút xíu nha. Ở đây cô My cũng có lụm lại một vài cái cuốn sách đó quý vị, mà nó hữu ích cho cái việc tìm hiểu về tâm lý học, sách xưa cũng như là sách này, những cái cuốn hết sức là cơ bản luôn á. Và khi quý vị lướt qua các cái cuốn này thì quý vị sẽ tìm thấy những cái điểm chung, tìm thấy những cái điểm chung, hay là cái trí thức, cái tri thức chỗ đó nó có cái sự bão hòa đó. Thì mình so lại, mình lụm mấy cái đó về. Tại vì đâu có chỉ là mình giao cái sự hiểu biết của mình cho cái học nhóm này ha. Thì mình tìm thêm các cái tài liệu để mình đọc thêm. Kiếm tư liệu. Sách mới. Mình nói như vậy thì nó cũng không có được đó nhỉ. Tại vì á, mình nghĩ như vậy thì nó hợp lý hơn nè. Sách mới mà xuất bản nhiều, mà nhiều người bán, trong thư viện có, từ từ mình mua cũng được. Nhưng mà mình cũng phải có để mình coi là nó có cái gì mới không, nó có giúp ích gì được không. Giống như Tân nó cũng nói là bất ngờ khi cái tủ sách của cô My có một thời gian không phải nhiều sách Phật học á. Quý vị biết lý do sao không? Phật học người ta free nhiều lắm, file nhiều lắm, tặng nhiều lắm. Thì mình lo mình tích, mình lo mình mua những cái thứ mà ta nói chứ hớ ra là nó hết, hớ ra là nó hết chứ. Thì thành ra là với những cái cuốn đó là thấy là phải hốt liền. Đó, thì cái đó là cơ bản ha, về các cái tài liệu có gợi ý cho quý vị thêm. Ngày hôm qua có họp các cái bạn core team á, thì cũng bàn về cái cách mình sinh hoạt nhóm á. Thì tôi tha thiết chờ đợi, mong cầu, ngưỡng vọng. Có thiệt nhiều câu hỏi, thiệt nhiều câu hỏi, mà nãy giờ chưa thấy câu hỏi nào hết ngoài cái câu hỏi của chỗ của Tuấn. Quý vị nhớ nha quý vị, nhớ đặt câu hỏi lên ha. Cho dù là mình xử lý không hết thì những cái đó là những cái manh mối để mình tiếp tục mình đi mình tìm hiểu. Ủa,
Muốn đặt lúc nào cũng được mà. Nhớ ha quý vị ha. Nhiều khi mình bị cuốn theo cái nhịp chung á, đây mình không có nhớ ra cái chuyện mình đặt câu hỏi. Rồi giờ mình vô mình đọc luôn được chưa? Hay quý vị có bất kỳ một cái vấn đề gì mình cần phải trao đổi không? Ok. Rồi quý vị mở mở cái file bên đó lên nghe. File mà tôi có gửi rồi đó. Vi con đảm nhận ghi recap của giờ này đúng không Vi? Không biết nhớ vậy á. Ừ, ok. Vậy có gì con ghi ha. Rồi, bây giờ tôi đọc thành tiếng cái đoạn đầu tiên trong cái phần lời tựa nha quý vị. Ha. Rồi tôi đọc thì tôi sẽ có những cái câu hỏi gợi ý để cho quý vị tra cứu thêm hoặc là quý vị đặt câu hỏi thêm nha. Ha. Mình muốn dừng lại lúc nào thì mình dừng thôi. Ừ, ok. Đoạn đầu nè, lời tựa. Ở Tây Âu, triết lý đã có sách học từ lâu. Trải qua các đời Hy Lạp La Mã, nhất là từ đời Trung Cổ, kế theo các học giả mà trong ấy nổi nhất là Thánh Thomas, thì các tay thầy đã chép biết bao pho triết học. À, rồi, quý vị tấm cái đoạn ngắn ngủn này bằng một câu coi. Cái này nó nói dễ gì? Tấm lặng câu rồi. Ok, thế VV đang xuất hiện rồi. Gắn động cơ tên lửa nha quý vị. Cố gắng lên. Ừ. Ủa vị, có gì khác sao? Quên hỏi lại quý vị một câu. Để chờ Nhiên với lại Tuấn nhắn lên cái tôi hỏi lại quý vị ha. Để cho chắc ăn là quý vị nắm được chỗ đó. Ừ, của Tuấn. Thế sao thấy Phước Hoàng xuất hiện. Vậy Vivi với lại Tuấn rẽ qua suy nghĩ câu hỏi khác nè. Tại sao mà mình tìm hiểu, mình học nhóm tâm lý học mà mình lại đọc vô, mình đọc cái phần triết học như vậy? Hỏi chứ để nãy giờ mình đi chiều xuôi, mình không có đi chiều ngược lại. Triết học là gốc của tâm lý.
Thấy nhiều bạn đang gõ lên ha. Chuyện trăn trở về chân lý đã có từ lâu bên phương Tây ha. Cái này là phóng tác cũng hơi xa đó Hoàng. Tại vì các cái từ khóa đó thì nó không có trong đây. Nhiều người viết về nó, về kho tàng được tạo dựng. Ok, cái ý thứ hai ổn áp nè, ý thứ hai nó rất gần. Tâm lý học là triết lý mà dùng vào con người. Cái đó là cái cách suy luận thêm của Tuấn ha. Ở cái phần tiếp theo đó quý vị, cái vị này vị vị cũng viết rõ ha, vị cũng viết rõ cái mối quan hệ của tâm lý và triết học. Tìm chân lý mới sanh ra triết học. Đúng rồi, nhưng mà cái ý cô nói đó là khi mà mình đọc cái đoạn ngắn này lên á thì mình tóm cái ý chính lại thì mình sẽ có cái câu luận điểm nào. Và cái cách mà Phước Hoàng tóm cái câu đầu tiên á thì nó là một cái kiểu suy luận xa hơn. Đó đó, hiểu vậy đó à. Rồi ok, vậy thì tiếp theo nè, quý vị thấy cái từ Thomas không, Thomas không à, thì cô My nghi ngờ cái chỗ này nó là cái từ Thomas này nè. Đó đó, thì quý vị tra thử ha, vị này là ai. Nhớ rằng các cái điều kiện ha, thánh Thomas Trung Cổ, Hy Lạp, La Mã, Tây Âu, triết lý, ràng buộc những cái từ khóa đó vô nha. Để mình lấy thêm cái thông tin của cái vị này. Ai mà tra ra được cái gì hay thì quý vị cứ bỏ lên ha. Mà có thì cứ bỏ lên phần chat. Cái này thì quý vị nào học cái lớp LT1 mà lớp cũ hồi xưa giờ đó thì cũng đã từng biết qua. Ok, ổng đó ha. Có tên tiếng Ý và tên tiếng Anh. Cái từ tô ma là phiên âm từ tiếng Ý đó. Tu sĩ linh mục, dòng Đa Minh, người Ý. Tu viện Đa Minh ở Việt Nam đó quý vị. Tu viện Đa Minh ở Việt Nam đó thì cũng là một cái kho tư liệu. Những cái tài liệu luận lý mà không tìm ở đâu có và không có đủ tiền để mà mua đó là cũng từ một cái vị tu sĩ. Đi đi mượn giùm các cái tài liệu sách vở ở trong cái thư viện Đa Minh ở Việt Nam nè. Bên kia cũng học tới rồi hả? Ok. Thời kỳ triết học Trung Cổ ha. Cái này mình chụp cái này lên nè, chụp cái bản này lên nè để lưu lại cũng được nè. Cô gửi qua cho quý vị. Có một cái bản tóm tắt. Thời kỳ nè, vùng nè, trường phái nè, chủ nghĩa Thomas luôn ha, đối tượng chính nè, tư tưởng nổi bật nè,
nguyên tắc hiệu quả kép, bla bla bla. Đó. Quý vị nào mà học lớp tài năng mà đang muốn tìm kiếm các cái chủ đề để làm báo cáo mà nhất là T2 đó. Dạt dào luôn á, không? Có thể làm về cái vị này. Triết lý của ông. Ok, cảm ơn ngẫu nhiên. Cái này là không phải Thảo Nhiên ơi. Cái tên mà Thảo Nhiên đưa lên á là cũng là Thánh Thomas. Nhưng mà không phải là cái vị mà mình đang nói. Phải kèm theo cái đặc điểm khi mà quý vị tra cứu ha. Kèm theo triết lý, kèm theo Tây Âu thì nó mới ra đúng. Và nó sẽ sổ ra cho mình rất nhiều những cái tài liệu liên quan về triết lý. Còn cái mà Thảo Nhiên gửi lên không phải. Ok. Nhớ ha, nhớ kèm theo các cái điều kiện. Rồi. Mình tra thêm cái tên đó, tra thêm cái vị này. Mình tiếp cái đoạn tiếp theo nha quý vị. Có ai hỏi han gì không? Có ai có vấn đề gì không? Mình đi rất là căn bản ha. Chừa nhiều cái thời gian, chừa nhiều cái không gian để cho quý vị có những cái câu hỏi thêm. Giờ mình đến với cái phần Á Đông nè. Tản mạn trong bốn kho văn Kinh, Sử, Tử, Tập. Triết lý vẫn có, mà triết học thì chưa. Vì chưa có hệ thống thành một khoa học. Vậy câu hỏi ở đây là những tiêu chí nào làm nên triết học? Đối với cái nội dung mà mình vừa mới đọc nha, thì những tiêu chí nào làm nên triết học? Hệ thống và khoa học. Vậy thì hai tiêu chí này mới làm nên triết học mà triết học Tây. Và dựa vô đó thì ổng đánh giá là Á Đông không có triết học. Quý vị nghĩ gì sao? Tốt đang nhấn lên hả? Nội hàm này chưa đủ. Lý giải. Minh chứng. Đủ thì phải sao? Đó. Làm tới bến luôn đi con. Ở đây ổng phân biệt ha, triết lý và triết học. Á Đông thì triết lý, phương Tây thì triết học.
Nãy giờ không biết Phi nó có ghi kịp mấy cái câu hỏi với lại lưu lại kịp không ta? Chưa đúng. Phương Đông. Phật học. Nha. Hệ thống. Có một cái vấn đề ở trong cái phần của Phước Hoàng như vậy nè Phước Hoàng. Tức là ở cái ý thứ hai đó, một hệ thống một hệ thống thì mình phải đi mình chứng minh tiếp nó là hệ thống vì lý do gì. Còn cái còn 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 cái câu thứ hai của Phước Hoàng á thì lại lấy cái tính hệ thống để đi lý giải cho một cái đặc tính khác nữa. Hiểu không? Còn cái ý đầu tiên đó, vừa tối ưu vừa logic vừa thực chứng vừa chuyển giao đó, thì mình gom nó lại là có tính khoa học chứ, bằng chứng là có những cái đặc tính này nè. Có hàng hiểu, 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 hiểu không? Chỗ đó như vậy ha, thì nó rõ hơn. Lấy trường hợp của Phật học tức là chứng minh bằng cái cách là lấy một cái ngoại duyên mà thỏa mãn điều kiện triết học thì bẻ gãy cái lập luận của ổng, đó là Á Đông không có triết học hả. Hổng thầy có nói tết mai mốt nó có đi nó chứng minh chuyện gì cái nói hổm thầy tôi có nói hai chấm. Học hỏi kiểu không rõ ràng đâu đừng nên lấy nữa. Nhớ vậy đó không, nhớ không phải nhiêu đó không đâu. Ông nói hợp lý. Nền tảng hệ thống đúng rồi, rất khoa học lập luận. Chưa đủ trở thành triết học. Đó, mình có ba cái câu hỏi như vậy đó. Tiêu chí nào làm nên triết học? Phân biệt triết học và triết lý có ý nghĩa gì? Triết lý có cần trở thành triết học không? Và làm sao? Ý nghĩa của cái chuyện phân biệt và giả tỷ như cần và có thể phân biệt như thế thì cái chuyện đó nó mới có ý nghĩa, có hiểu không? Còn nếu như trường hợp mà mình chứng minh đó, là tôi muốn định nghĩa cái triết học và cái triết lý nó giống nhau luôn bằng từng ấy cái tiêu chí này nè thì cái chuyện phân biệt nó không còn ý nghĩa nữa. Trong cái giờ mà thầy trình bày về triết học giáo dục á, quý vị nhớ không? Cái cô My cũng có hỏi là vậy thì cái triết lý giáo dục của trung tâm nó đã là triết học chưa đó, ai còn nhớ không? Đó rồi thầy cũng có trả lời cái chỗ đó nữa đó. Nhớ là có nói chỗ đó thôi ha, chứ không nhớ là chỗ đó đã nói cái gì đâu. Cho nên cần thì về nghe lại, nghe lại chỗ đó. Thì mình có ba cái câu hỏi như vậy. Ở phần sau thì ổng cũng có nói cái ý đó là nhiều định nghĩa về triết học ha, có nhiều định nghĩa về triết học.
Rồi. Đi tiếp ạ. Những vấn đề mà chưa có ngã ngũ thì quý vị đi tìm hiểu tiếp ạ. Có một cái cách lý giải như vậy nữa nè quý vị. Đó là mình chỉ ra đó ha, mình chỉ ra đó là Á Đông á, nó đi theo một cái con đường khác á, là nó đi theo con đường đạo đó quý vị. Hình dung không? Tức là hệ thống của Tây Âu thì nó đi theo con đường triết học. Nó dựa trên tính hệ thống, khoa học và thực chứng bằng lý trí. Còn Á Đông thì nó đi theo con đường đạo, tức là thể nghiệm mang tính chất cá nhân và vượt ra khỏi ngôn từ. Kịp không? Kịp không? Đó. Thì mình đi theo cái con đường đó đó thì mình cũng không có cần phải chứng minh là lý hay là học, mà là đạo. Được không? Được không? Thì cái đó cũng là một cái hướng ha. Cái đó cũng là một cái hướng. Thì ở chiều kích của sự thật khái niệm đó quý vị à, thì mình càng có nhiều cái hiểu biết đa dạng và mình càng có nhiều ngôn từ thì mình muốn bẻ lái kiểu nào cũng được. Hình dung không? Đó. Miễn là mình nói cho nó trọn vẹn. Còn cái ý mình đúng hay hơn cái ý người ta đó mà mình nói bị lủng đó là nó cũng không có trọn ha. Được không? Được chỗ này không? Cô mới giải đáp một cái rột luôn đó Cheater. Nhưng cái này là nó thuộc về sự thật khái niệm à, cho nên là mình có càng nhiều vốn liếng về từ ngữ và tri thức thấy thế thường thì mình ráp vô mình muốn lý giải chiều hướng nào cũng được hết á. Các chiều hướng của quý vị đã lý giải rồi, cô thêm vô cái chiều hướng về đạo đó. Được không? Và nó ở cái sự thật khái niệm thì nếu như có bất kỳ ai nói với quý vị là phải nói như vậy, phải nghĩ như vậy nó mới đúng chính xác nhất thì hãy cẩn trọng với người đó. Kịp không? Triết học cũng mình định nghĩa mà. Triết lý cũng mình định nghĩa mà. Đạo cũng mình định nghĩa mà. Mình muốn nó giống thì giống, muốn nó khác thì nó khác chứ. Là muốn giống kiểu nào, muốn giống, muốn khác kiểu nào thì mình ráp cái hiểu biết của mình vô. Được không? Được không? Cho nên á, ở cái ý của Phước Hoan ở phía trên đó mà nói Phật học quy về triết học á, mình bẻ cái ý đó được không? Được. Được. Đó. Kịp không? Kịp không? Kịp không? Bẻ như thế nào ha? Đỉnh của chớp trong triết học là siêu hình học. Siêu hình học nó là cái thứ có tham vọng bàn đến những cái điều vượt xa cái lý trí con người mà nó chưa biết cái đó là cái gì hết. Trong Phật học có, thì Phật học nó nằm ngoài cái đó rồi chứ nó có thuộc trong cái đó nó đâu, nó nằm ngoài triết học rồi chứ có thuộc trong triết học nó đâu. Được không? Cái đó là cái phần sau đó mình cũng sẽ đọc vô á, mình cũng sẽ tìm hiểu tới á. Tức là mình dùng chính cái phân loại của cái tuổi triết Tây này nè để mình chỉ ra cái lỗ lủng của nó.
Thấy Phước Hoàng đang nhắn lên hả? Chờ chờ chút xíu. Ừ, đó. Thì nếu mà mình muốn chứng minh theo cái hướng là Phật học nó nằm ngoài triết học luôn, thì mình có thể triển khai theo cái kiểu pháp thành đó. Ừ. Pháp học, pháp hành, pháp thành đó. Tức là mình dắt tay nó, mình đi song hành với nó một đoạn. Tức là nó cũng có hệ thống, có tính khoa học luôn, nhưng mà nó có những thứ ngoài cái thứ đó nữa. À. À. Thế quý vị cũng đang còn nhắn lên ha. Thì cô nán chỗ này là cô chờ xíu. Đó. Thì lâu ngày dài tháng đó quý vị, tôi hình dung như vậy nè. Khi có một cái câu hỏi đặt ra, à, ví dụ như chỗ của Vivi đặt ra là bẻ như thế nào. À, thì Phước Hoàng nhắn lên cái ý hướng mà có thể bẻ được. Đó. Rồi ví dụ như Tuấn hỏi là vậy thì mình có những cái cách lý giải nào? Cái bắt đầu có một cái bạn sâu chuỗi lại tất cả những cách lý giải từ nãy giờ nhấn lên. À, rồi ví dụ như có một bạn hỏi là vậy thì à, nếu như mà lý giải theo cái cách này thì mình sẽ trình bày sao, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối thì sao, cái con người mở mắt lên đâu để tôi thử. À đó, học nhóm gì nó vui quá vậy, hình dung không? À, thì nó là như vậy á. Ừ, có những cách lý giải như thế nào kìa. Có ai túm lại được cho em không? Cái này nó gần gần giống với cái đề thi tài năng của Vi á. Ừ, đề thi tài năng của Vi á. Bây giờ mình lụm ra ha, các cái mấu chốt, những cái chỗ mà mình có thể lý giải và cái hướng để lý giải. Ừ. Thôi vậy hả nói chứ. Thấy Phước Hoàng cũng đang gõ ha. Hướng đầu tiên là lý giải theo khái niệm. Hồi nãy mình có ba cái câu hỏi đó Tuấn. Mình có thể đi từ hai cái tiêu chí mà tác giả này ràng vô để làm thành triết học. À, rồi mình phân tích cái chỗ đó. Để đủ không? Rồi vì sao không? Vì sao đủ? Đó. Còn cách chia nào khác không? À. Rồi bắt đầu mình mới đi tiếp cái chỗ là vậy thì phân biệt triết lý với triết học. Thì triết lý nó tiêu chí gì? À, so với triết học có tiêu chí đó thì nó làm sao? Rồi mình tìm các trường hợp ngoại duyên giống như cái kiểu của Phước Hoàng làm để thấy là Á Đông cũng có cái đáp ứng được tiêu chí của triết học và vượt ra ngoài triết học luôn. À.
Triết lý. Ừ, khoan, tiếp với câu số 2. Ừ, hệ thống tiền đề. Ừ, cái đó là cái cụm từ rất là quan trọng á. Ừ, cái này là lụm lại cái câu trả lời của thầy đúng không? Mượn mượn cái ý đúng không? Lên T4 thì quý vị cũng sẽ được học cái hệ thống tiền đề ha. Triết học phải sáng. Ừ, bao quát cái nào? Câu trả lời của Phước Khoan là theo cái hướng là tụi nó khác nhau. Và chứng minh là tụi nó khác nhau ở chỗ nào? À. Cái hệ thống tiên đề là thứ nhất và cái hệ thống thuật ngữ là thứ hai đó Phước Khoan. À, phải có đủ hai cái tiêu chí đó ráp vô cái nội dung của triết lý thì nó mới ra triết học. Tuấn nó còn băn khoăn trăn trở bên đó, vậy thì sao, cái buổi này mình rút ra được cái gì đây, không có câu trả lời sao mình biết mình rút ra chỗ nào? Không có hoang mang nha, trời ơi không có hoang mang, ú là trời. Thứ nhất mình dừng ở triết học, không có câu trả lời gọi là sự thật tuyệt đối. Thứ hai, trong bối cảnh học nhóm, cái chuyện mà ra được một cái câu trả lời cuối cùng chốt lại mọi người phải nghĩ y chang như vậy không có quan trọng bằng cái chuyện mình buông vấn đề ra. Thứ ba, tập cái tâm thế thứ nhất và thứ hai mới điều phối câu lạc bộ triết học được. Ừ, đúng rồi. Và bản thân của triết lý giáo dục của trung tâm á phải đi định nghĩa lại tất cả những thuật ngữ sử dụng. Chẳng hạn như Phawana, cái gốc từ của nó là tu tiến trong Phật học. Nhưng khi mình ráp qua bên đây thì mình phải giải thích cái từ thăng tiến, rồi sau đó mình mới ráp cái chi pháp vô. Đó, thì không chỉ là lịch sử là nắm đầu này kia đâu, mà phải chế định nữa. Trường hợp 1. Trường hợp 2. Dựa vào chính nó để luận giải những vấn đề của chính nó để xem nó có mâu thuẫn gì hay không. Còn có mâu thuẫn gì hay không khi con viết cái đoạn đó tốt ơi. Vượt ra ngoài lân cận triết học để nhìn vào chính nó mà luận giải không? Hết sức là triết học luôn. Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Từ từ thôi. Mình tập dượt ha. Thử suy nghĩ diễn đạt rồi viết ra đồ cho vui. Nó luận giải vấn đề nằm ngoài nó chứ, thì mới coi là nó có đủ xịn không. Tức là cái chỗ ý của Tuấn làm sao á, Tuấn đặt lại một cái câu hỏi mà cho nó suông hơn coi. Chứ đọc lên là đoán được rồi đó, đoán được hai ý á.
Nhưng mà cái cách diễn đạt như vậy nó chưa có được xoan. Vấn đề của nó mà nó luận giải được thì là chuyện hiển nhiên thôi. Mà nếu nó không luận giải được thì thôi vứt nó đi. Quá tệ. Rồi sau đó mới xét đến những vấn đề nằm ở ngoài nó, tức là bất toàn, vượt ra ngoài. Thì nó có tầng tầng lớp lớp để nó luận giải được hết không? Cái vậy mới xịn chứ. Tức là cái suy nghĩ chạy ngầm của mình là cái định luật bát toàn và Phật học đó mà mình không nói ra không? Còn cái chỗ của Tốt nói đó là phải dùng cái sự liên ngành á mới giải quyết được đối với các môn khoa học, đối với các cái trụ cột tri thức thông thường ha, thì phải dùng kiến thức liên ngành chứ nó đâu có chia ra các cái không gian sự thật gì đâu. Ok Phước Hoàng. Ok. Quý vị cũng có thể làm thêm một cách nữa, giống như hồi nãy Tuấn có hỏi đó. Vậy thì có những cái cách lý giải nào và có những cái kiểu truyền đạt nào cho các cách lý giải đó, thì quý vị cũng có thể mang những cái gì mà quý vị đã chốt hạ được tới cái thời điểm này nè, quý vị đem đi hỏi tiếp. Đối với cái câu hỏi như vậy, đối với cái vấn đề như vậy thì con suy nghĩ tới đó đó, con diễn tả như vậy nè. Thầy có góp ý gì thêm không? Thầy có cái góc nhìn gì thêm không? Nếu là thầy thì thầy lý giải làm sao? Mà cái cách lý giải đó của thầy thì nó có cái thế mạnh gì, nó phù hợp cho đối tượng, cho cảnh huống nào? Đó là quý vị học cách giáo dục ạ. Hiểu không? Này thì dễ quá chừng cơ hội để làm luôn. Tay hai nè, vấn đáp nè, học bổ trợ nè, tùm lum luôn đó. Rồi bẵng đi một thời gian cũng vấn đề đó, quý vị hỏi lại thử coi có khi cái câu trả lời nó khác nữa đó. Cho nên cô mới nói nó thuộc cái sự thật khái niệm, có thể biến tấu. Tới đây đỡ hoang mang chưa chứ tợ. Vì thì nãy giờ chắc lo ghi bài giùm tụi mình ha, cho nên là không thấy xuất hiện trên phần chat. Đúng rồi. Nhưng bù lại mình phải có rất nhiều những cách trả lời đó con. Vậy mới vui mà ha.
Ok. Trong đây nó có một cái chỗ nữa mà mình cũng cần phải đi tra cứu thêm nè quý vị. Nó nói là bốn kho văn: kinh văn, sử văn, tử văn và tập văn. Quý vị tra thử coi là bốn cái văn này nó là cái gì. Cũng ở cái câu thứ hai luôn á, ngoài cái câu thứ hai luôn. Kinh văn, sử văn, tử văn và tập văn. Kinh văn học hả? Hồi chiều này bên thư viện Đa Minh, cô mới có search ra được cái kinh văn. Kinh văn là một cái tài liệu liên quan đến triết học Ấn Độ. Mà cái chữ kinh văn mình hiểu chung đó là những cái lời giáo huấn ha, những cái lời chỉ dạy, nó có thể là truyền miệng ha, được ghi chép lại. Sách ở bên thư viện đó, cái dòng sách triết học nhiều. Ok, tốt, có gửi lên nè. Hy vọng là đúng chỗ nè. Kinh sử tử tập là gì? À. Kinh. Chính trị, đạo đức, luân lý, nho giáo. Sử, lịch sử, địa lý, chế độ, chính sách. Tử, triết gia, Phật giáo, đạo giáo. Tập, sách cá nhân. Ok. Kinh là về chính sự ha, sử là sử địa ha, tử là triết và tôn giáo ha, và tập là ghi chép cá nhân. Lượm thêm được chỗ đó nữa. Rồi, mình đi tiếp cái câu thứ ba nghe. Câu thứ ba thì cũng không có vấn đề nhiều lắm. Gần đây ở Trung Hoa có cha Jesuite, phải đọc đại vậy nha quý vị, Lý Trượng, giáo sư ở Chẩn Đán Đại học Viện, soạn Phò Triết Học Đề Cương gồm 7 quyển theo kiểu thức sách học Tây phương. Tức là cái này là một cái ông giáo sư ở Trung Hoa. Ông soạn 7 quyển về triết Tây. Tức là cái thời đó ha, tức là cái thời đó cũng cũng có nắm bắt tình hình công bố quốc tế đồ không cũng nắm bắt tình hình công bố quốc tế nên biết là ở Trung Quốc có ông đó vậy đó. Ừ đúng rồi đó Phước Hoan, cái cuốn đó là cuốn của
một tập thể tác giả là Doãn Chính, Vũ Quang Hà, Châu Văn Ninh, Nguyễn Anh Thường. Các cái bản e-book ở bên thư viện tổng giám mục, chữ nó cũng hơi khó đọc ha. Á Đông họ bảo triết lý thì có mà triết học thì chưa. Vậy triết lý của họ dựa vào đâu? Hay tại mấy ông Tây cho là như vậy? Ừ? Chỗ này người ta đâu có cho mình cái tiêu chí về triết lý đâu. Mà mình hiểu á, giống như cái chuyện có và không trong cái giờ luận lý hôm qua đó. Tức là triết học nó có hai cái tiêu chí này, mà không có cái mà không có hai cái tiêu chí này à, thì nó trả về triết lý. Mà cái nền của triết lý nó là cái gì thì không có nói. Đau đầu quá ha. Thảo Nhiên có gõ lên ha. Cái phần của con đưa lên nó là triết học Marx Lenin Made in Việt Nam đó con. Cái này là đi học bổ trợ triết với lại học Tây Hai, nhớ thu lượm những cái kiến thức mới để mà đánh bài những cái kiến thức cũ này ra ngang. Chứ mình để mà nó chảy trôi qua mình lâu quá là mòn não luôn đó con. Ôi là trời. Phân biệt chỉ có nó năng lực nhận thức chi trừu tượng. Nhiều quá. Với một cái câu mà mình viết nó dài như vậy đó, nhiều ý như vậy đó, là cái khả năng nó quánh lộn với nhau càng cao. Ví dụ toàn là mấy cái học thuyết xã hội chủ nghĩa không ha. Rồi thôi, cố gắng nạp thêm mấy cái mới. Tiếp ý của top. Ok. Cái câu tiếp theo nè quý vị, câu tiếp theo ha. Việt Nam ta xưa học Tàu, chưa gọi là có triết học. Nay học Tây chỉ dùng sách Tây, món triết học vẫn chưa ai viết thành sách. Tức là tóm lại là chỉ sách đích đi học người ta mà chưa có ra ngô ra khoa gì hết. Cái chữ nhất quán nó dính sự logic trong cái nội tại đó chưa? Ở chỗ nào con? Sự nhất quán chỗ nào? Sự nhất quán nó dính sự logic trong cái nội tại đó chưa? Trời ơi, con hỏi gì? Sao biết đường mà trả? Mà trả lời. Thì lại phải đi hỏi là nhất quán hiểu theo kiểu gì? Cái logic hiểu theo kiểu gì? Nội tại là nội tại của cái chuyện gì? Một câu hỏi được ghi nhận. Có ai có cách kiến giải không? Mình mà rẽ qua hướng Phật học đó quý vị, cái mình lụm cái chữ ê cá gách ta, nhất tâm, nhất hạnh, mình lụm ra
thì mình nói nó là logic tự nhiên. Huân tập tới đó đi, tới mức đó đi, là nó đạt đến cái sự nhất hành y rằng vậy, không có khác. Đoạn nhiên gửi ha. Cô chưa có dám đi vô phân tích cái đoạn của nhiên gửi đó còn, tại vì nó nhiều thứ trong đó quá. Nhiên có lý giải cho đó không? Cái chỗ đó mà Tuấn muốn hỏi ngược lại á, theo cái hướng đó đó, thì nó phải là nếu như rằng hai tiêu chí có hệ thống và có tính khoa học thì mới trở thành triết học. Vậy thì tính nhất quán nó nằm ở đâu trong hai tiêu chí đấy? Tính nhất quán nằm trong tính khoa học. Mình trả lời vậy cái sẵn cái mình gõ lên bốn cái tiêu chí của khoa học luôn đi con. Mà Vi gõ lên xong cái Vi mở cái ngoặc đơn ra, nhưng em không rõ chữ nhất quán trong câu trả lời của chị Nhiên có phải là nhất quán trong tính khoa học này hay là không. Là coi như xong. Vậy thì cái nhất quán nó nằm ở đâu? Nó nằm trong hợp lý, nó nằm trong tối ưu, nó nằm trong thực nghiệm hay nó nằm trong truyền thừa? Nằm trong sự hợp lý. Cái này là vì tự suy ra. Đúng không? Đúng không? Mình có thể lý giải theo cái hướng là cái tính nhất quán nha, hiểu theo cái nghĩa là trước sau như một, đảm bảo các cái điều kiện y rang thì nó sẽ cho thành quả y rang, thì nó tương đương với cái tiêu chí chuyển giao được. Tới đó thôi quý vị, tới đó thôi quý vị. Chứ mình mà suy nữa là ta nói chứ nó si luôn á. Nó si luôn á. Mai mốt á, quý vị gặp thầy đó quý vị hỏi như vậy nè. Tiêu chí nào để xác định hợp lý? Tiêu chí nào để xác định tối ưu? Tiêu chí nào để xác định thực nghiệp? Tiêu chí nào xác định truyền thừa? Chưa bao giờ hỏi những câu hỏi đó đúng không? Ghi lại đi. Hiểu không? Tức là mình đi theo đường chi pháp thì nó phải đẻ ra được cái chi pháp con. Mà cái này thì nghề của thầy Dũng. Cũng có lần đó, bám theo các cái tiêu chí hướng đối tượng đó, Trang nó cũng có hỏi thầy đó. Vậy thì
khả tiến. Có những điều chi nào? Thì từ đó mới bung ra tiếp. Cái gì hình dung không? Đó. Thì từ cái gợi ý, từ cái câu hỏi của Tuấn cho cái câu trả lời của Nhiên Đắc, cái mình rẽ ra được một cái câu hỏi nó mang tính chất khái quát và nhiều người sẽ được hưởng lợi như vậy. À. Còn ai mà xịn nữa đó, thì tự suy nghĩ tiêu chí rồi sau đó đem thành quả mà mình suy nghĩ được đi hỏi. Kịp không ta? À, câu hỏi đó là câu hỏi của Tuấn ha. Ok, cũng được. Nhưng mà để cho thầy kịp định hình là con muốn hỏi cái vấn đề gì á, thì con phải mở màn ha. Con phải mở màn. Mà con mở màn á, thì chắc là con sẽ bị la đó. Con mở màn mà con nói là trong cái câu trả lời của Nhiên á thầy, cái Nhiên nói là triết học phải có cái niềm tin nhất quán. Vậy cái sự nhất quán nó ở trong triết học nó là cái gì? Thầy sẽ nói đi hỏi Nhiên đi con. Tự nhiên cái ông lụm một cái rất là nhỏ mới được chế ra, cái ông đi hỏi. Ý là trời. À, có đợt hỏi hả? Không. Cái câu hỏi của Phước Hoang nó hoàn toàn khác với câu hỏi mà cô My gợi ý cho quý vị hỏi. Nó khác. Em là em hỏi nguồn gốc thì thầy trả lời như vậy thôi. Mình là mình hỏi tiêu chí, tức là bốn cái đặc tính của cái tính khoa học đó đi sâu hơn nữa. Có tiêu chí không? Đúng rồi, mình hỏi là mình hỏi chi pháp. Thì cái câu trả lời nó sẽ khác. Nếu mà hỏi cái câu trả lời của Tuấn á, nếu như mà con vẫn đang rất băn khoăn về cái tính nhất quán á, thì con hỏi là triết học nó có cần phải có tính nhất quán không? Hoặc là tính nhất quán nó có phải là một trong những cái thành tố hợp thành triết học không? À, thì có hay là không rồi mình mới đi vô mình hỏi nó là cái gì chứ? Chi pháp hả? Chi pháp là từng cái ý trong cái câu trả, trong cái câu trả lời đó Tấn. Ví dụ như bốn chi thăng tiến đó, thì mỗi một chi như vậy là chi pháp đó con. Chứ từ bấy lâu nay con nghe bốn chi thăng tiến thì con nghĩ cái chi đó là cái ca gì? Đừng nói là cái tai nha. Ok Phước Hoàng. Vừa mới nói chỗ Phước Hoang luôn đó Tấn. Vừa mới nói chỗ Phước Hoang luôn đó. Ok Tấn. Ờ, à, hỏi ai ha? Thấy quý vị cũng đang còn nhắn lên. Ừ.
Này là mình phải chia nhau ra hỏi ha. Ví dụ như có thể đặt hàng tân để lát vô cái giờ tại 1W nó hỏi. Chứ để mà đi đâu cái lớp nào cũng đè thầy ra hỏi đúng câu này, cái thầy ông tá quả luôn đó. Ủa đâu ra vậy? Đâu ra mà ai cũng hỏi câu này hết vậy? Cái gì cũng là pháp. Nhưng mà cũng có khi á, cái thời cơ đó không thích hợp để hỏi, cho nên cái câu trả lời nhận được nó rất là vắng tắt, thì mình lại phải chờ một cái thời cơ khác để mình hỏi. Quý vị có thời gian thì về cứ đọc trước ha, cứ đọc trước cái phần mà cô có gửi trên cái file á. Mình ghi chú lại các cái sự phân loại, những cái ý chính ha. Cũng hay. Suy nghĩ trước các cái câu hỏi rồi này kia cũng cũng hay. Cho nó không hiểu luôn, không phải đâu con. Một cái người theo hạnh nguyện trí tuệ không bao giờ họ có cái tác ý đó hết á. Có đó hả? Vậy là quý vị phải hỏi thêm vô, trả lời cho nó không hiểu luôn với cái mục đích giáo dục gì. Dừng lại chỗ đó chưa được đâu, dừng lại chỗ đó chưa được đâu. Cho nên cô My mới nói là không bao giờ chỉ dừng lại ở cái chỗ đó không. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì? Sẽ có nhiều hơn một lý do. Nó là cái gì? Tôi nghi ngờ là cái câu của thầy trả lời quý vị là thầy trả lời theo 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 cái hướng này nè, chưa hợp thời cho nên trả lời mà biết chắc chắn là nó không hiểu. Rồi quý vị trả lời sao? Quý vị trả lời cái câu hỏi đó làm sao? Có ai bị dính bẫy không? Mình đang trả lời hả? Không hiểu tốt hơn hả? Không dám trả lời. Ồ, cẩn thận hả? Bẫy liền. Cái này trong một cái buổi vấn đáp đó. Trong một cái buổi vấn đáp á. Cái thời mà còn cái nhóm giảng sư tập sự á thì cũng có để cho các quý vị thử lý giải cái trường hợp này nè, rồi sau đó là thầy cũng có giải đáp á các cái khuynh hướng để mà mình có thể trả lời một cái câu hỏi đó. Tân nó biết có quyền cái sơ đồ mà nó không nhớ đâu, nó không nhớ đâu. Trường hợp nào mình không trả lời luôn
trường hợp nào mình trả lời? Dứt khoát. Trường hợp nào mình trả lời câu hỏi của người A nhưng cho người B? Họ hiểu. Trường hợp nào mình mượn câu hỏi của người A mình trả lời cho nguyên cái hội chúng đó, hiểu? Phải lượm lại cái video đó đi, gửi lên cho quý vị nghe đi, chứ quý vị nhìn vô cái sơ đồ quý vị cũng không có biết là phải làm sao đâu. Đó. Nha. Thì có hai cái trường hợp như vậy nè. Nếu như cái người đó đó mà mình biết họ đó là cái nết của họ đó, nếu như không nhận được cái câu trả lời là họ không có chịu, nó còn bất thiện dữ nữa, thì cứ trả lời nó. Mình biết chắc chắn là nó không hiểu luôn. Nhưng mà đó là tối ưu rồi, không phải tối thắng nhưng tối ưu. Cũng có cái trường hợp khác nữa. Tức là mình có thể im lặng là tối ưu hơn đó. Không, thà là không trả lời cho nó mà còn đỡ hơn là nó hiểu sai và nó ôm lấy cái câu trả lời đó đó luôn á, thì mình im lặng. Đó. Thì nó sẽ chia sẻ ra nhiều cái tình huống ha. Và khi quý vị nhận cái câu trả lời thì quý vị cũng suy xét, chứ quý vị mà bám vô đó là quý vị học thêm nữa, quý vị sẽ thấy nó mâu thuẫn. Cô My hỏng có nói cái ý đó nha Nhiên. Cô My nói là hỏng có cần phải làm vậy nha Nhiên. Được không? Được cái câu trả lời trong cái phần mà quý vị có dẫn lại trong lớp T2 không? Kiểu vậy thôi ha. Được không? Rồi, thôi bữa nay mình tới đây đi. Được ba câu. Nhờ quý vị ha, quý vị sâu chuỗi lại rồi quý vị nhấn lên những cái gạch đầu dòng đó. Là từ đầu buổi cho đến bây giờ thì quý vị được cái gì? Quý vị được cái gì? Quý vị mất cái gì? Được cái gì, mất cái gì? Gõ lên. Mình recap lại chút xíu ha. Bất ổn mà. Đó là lý do vì sao mà cô My hết sức khuyến khích con học tài năng và phải học để sửa mình đó Nhiên. Nhờ quý vị ha, quý vị viết ngắn gọn thôi, những cái gạch đầu dòng thôi, rồi để lên ha. Vì là bên đó chắc em còn đang vướng lại cái suy nghĩ là vì sao thầy trả lời như vậy ha, mình suy nghĩ đã đúng chưa đó. Tôi nghi ngờ lắm á.
Còn đã thoát ra được cái cảnh huống đó chưa Vi ơi? Bây giờ mình đến cái phần trả lời câu hỏi cuối rồi đó. Nam có nghĩ vậy ha. Ok. Vậy bị điên. Có Phật học rồi, có tấm bùa hộ mệnh là siêu lý mẫu giáo rồi mà sợ bị điên. Ừ, không mất gì. Cùng My xin phép đặt một câu hỏi triết học cho cái phần thu được của chip tờ ha. Vậy thì phần mở rộng vấn đề có phải là đáp án không? Nhớ lại triết lý triết học, nhớ vốn chỉ khoa học, câu hỏi câu trả lời, đặt câu hỏi khai thác thêm câu trả lời, mất tập trung. Một ngày nào đó ha, tốt nó sẽ nhắn lên cô con mất được một chút sự mất tập trung rồi. Cái đó là cái thứ cần mất đó quý vị. Ok chứ ta. Riết riết nha quý vị. Tại vì có cái giờ học sau á. Có cái giờ T1W. Cần mất bớt sự mất tập trung. Có nghe kịp không? Cần mất bớt sự mất tập trung. Ok. Thôi. Đào lại video. Cô nhớ là cái video đó con có đặt tên riêng luôn đó. Cho nên là chắc tìm lại dễ á. Cái tân. Chào của Nhiên với của Phước Hoàng ha. Tay hai rồi, cho nên là chỗ của Nhiên có thể suy ngẫm thêm các cái câu hỏi đặt ra để mà mình điều chỉnh lại theo bốn cái chỉ thăng tiến á, cái sai cái xấu nào cần phải sửa đồ này kia đó, rồi cái đúng cái tốt nào cần phải nạp vô đồ này nọ đó. Tức là đã qua cái thời T1 ha, làm quen đồ này kia rồi. Chứ không là sẽ không có kịp.
Phân loại, trả lời, review, triết học, triết lý. Nhiều hơn, đặt câu hỏi. Yeah, vậy. Chào Hoàng với Nhiên ha. Rồi sau đó tôi rút quân đi học. Ừ, Hoàng. Ừ, học lĩnh vực mới. Ừ. Ok. Chờ Tân tìm lại cái video đó gửi cho mình ha. Nếu mà Hoang có tìm được trước thì gửi cho mọi người luôn cũng được. Ừ, tới giờ cô vẫn chưa hiểu cái ATB của con là cái gì luôn đó Nhiên. Mình xài là mình xài tư duy phê phán ha, chứ mình không có chơi tư duy phản biện. Rồi, ok. Thì thôi bữa nay mình tới đây. Quý vị nào có học nhóm chiều thứ sáu cũng 18 giờ thì tiếp tục ha. Giữ gìn sức khỏe. Hy vọng là các cái thắc mắc sẽ dẫn quý vị đến những cái hiểu biết chân chánh hơn thượng. Ok, cảm ơn Todd. Cập nhật kiến thức. Ok, bye bye, bye bye. Thank you.